5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 41 của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng là bộ đội biên phòng, công an, quản lý thị trường, hải quan phối hợp các lực lượng chức năng của địa phương thành lập 45 chốt kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, kết hợp với công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trên tuyến biên giới, các đường mòn lối mở được tuần tra chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt, nhất là các luồng tuyến điểm nóng về buôn lậu. Do đó hoạt động buôn lậu qua biên giới địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cơ bản được kiểm soát so với trước cái điểm chỉ thị 33 của tỉnh ủy và nghị quyết 76 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì tình hình hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới được kiềm chế, giảm từ 40-60% đối với các lực lượng chức năng theo các lực lượng chức năng báo cáo về. Tuy nhiên, trong thời gian ngăn chặn dịch COVID-19 thì mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu trong thị trường nội địa có tăng so với trước đây, do dự trên lệch giá là một số đối tượng và cái người dân trên tuyến biên giới lợi dụng đêm tối và cái sơ hở của các lực lượng chức năng lén lút mang giá thuốc tập kết ở biên giới, sau đó đưa lên ô tô vận chuyển về nội địa và đưa đi các tỉnh là Bình Dương như Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trước tình hình trên thì Ban chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp các địa phương chặt chẽ tăng cường kiểm tra các chốt chặn. Tính đến thời điểm tháng 10/2020, lực lượng chức năng của ban chỉ đạo 389 tỉnh phát hiện xử lý là 1.057 trường hợp buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, thu giữ trên 1,7 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu và các cái phương tiện khác, khởi tố và xử lý hình sự là 4 vụ trên 7 đối tượng, xử lý hành chính là 2 vụ. Từ đầu năm đến nay là coi như chúng ta xử lý là tổng cộng là 43 vụ, 51 đối tượng. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, các lực lượng chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 có nguy cơ lây lan từ cái buôn lậu qua biên giới cho người dân trên tuyến biên giới, để người dân, các đối tượng buôn lậu nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch COVID-19 cũng như là phòng chống buôn lậu. Do tuyến biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia có nhiều đường ngang ngõ tắc, đường mòn, lối mở, nên việc kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới rất khó khăn. Do đó, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng là điều quan trọng nhất để đạt hiệu quả cao trong công tác này. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 các cấp, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương tổ chức các hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới đạt kết quả tốt, đã xây dựng nhiều kế hoạch, xác lập nhiều kế hoạch chuyên án, vụ án và đấu tranh, bắt giữ nhiều phương tiện, tang vật có giá trị lớn, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu trên biên giới. Tuy nhiên thì các cái vụ việc bắt giữ thì chưa tương xứng với tình hình thực tế diễn ra ở địa bàn do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu tập trung vào một số nguyên nhân chính, đó là thứ nhất là do đời sống nhân dân trên biên giới còn khó khăn, một bộ phận nhân dân không có công ăn việc làm ổn định, trình độ dân trí thấp, dễ bị lôi kéo tham gia hoạt động buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Thứ hai là do đường biên giới dài, có nhiều đường mòn lối mở, đối tượng buôn lậu lợi dụng sơ hở của ta trong tuần tra kiểm soát biên giới thì trẻ nhỏ hàng hóa vận chuyển qua biên giới, sau đó thì dùng phương tiện vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ. Thứ ba là lực lượng đấu tranh phòng chống buôn lậu thì còn mỏng, trang bị phương tiện thì lạc hậu,
và còn thiếu. Công tác phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi thì thống nhất chưa cao. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống buôn lậu ngày càng được nâng cao. Các giải pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được triển khai đồng bộ quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Đơn vị chúng tôi là được xác định là cái địa bàn trọng điểm về hoạt động buôn lậu, bởi vì cái yếu tố địa lý nó rất gần thành phố Hồ Chí Minh. Và trong năm 2020 thì song song với cái nhiệm vụ là đưa lên hàng đầu là phòng chống Covid, chống dịch như chống giặc, thì chúng tôi cũng xác định là phòng chống buôn lậu là cũng một trong những nhiệm vụ trọng tâm song trùng, và chúng tôi cũng đã triển khai đồng thời phòng chống Covid cũng như là triển khai quyết liệt trong công tác phòng chống buôn lậu. Vì vậy thì so với năm 2019 thì số lượng thuốc lá chúng tôi bắt là tăng hơn, bởi vì các đối tượng buôn lậu là do cái nhu cầu trong nội địa là trẻ nhỏ ra, và thuê người dân trong cái giai đoạn mà người dân cuộc sống khó khăn do cái dịch bệnh thì người dân cũng tham gia buôn lậu với số lượng mặc dù rất ít, nhưng mà là cái số mà thời vụ, ví dụ như học sinh mà nghỉ học trong cái giai đoạn dịch cũng như là người già, là người ta vẫn đi 5-3 cây thuốc gì đó, là người ta vẫn là xách qua, và các đối tượng ở trong nội địa là có cái hoạt động là đi thu gom vận chuyển nhỏ lẻ, thì cho nên là cái số vụ chúng tôi bắt được là có tăng lên, và cái số lượng thuốc lá cũng có tăng lên so với năm trước. Nhưng mà xét về tình hình buôn lậu thì chúng tôi cũng đã là siết chặt địa bàn, là không để tích thành điểm nóng, không có cái vị trí nào gọi là cái điểm nóng về buôn lậu ở trên địa bàn. Tuy vậy, chúng tôi cũng vẫn xác định được rằng công tác tuyên truyền đặt lên hàng đầu, và chúng tôi cũng đã kết hợp trong cái công tác phòng chống Covid, chúng tôi cũng đã là tổ chức phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền cho bà con, và cương quyết xử lý những cái đối tượng mà buôn lậu chúng tôi bắt được. Ví dụ như những người dân địa phương ở đây mà đi đến biên giới mà xách thuốc thì chúng tôi cũng đã báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch, bên cạnh là xử phạt về mặt pháp luật thì chúng tôi cũng đã đưa đi cách ly để đảm bảo cái điều kiện về phòng chống dịch. Vì vậy thì hiện tại mà đối với cái tình hình buôn lậu trên địa bàn thì cơ bản chúng tôi cùng với các lực lượng là kiểm soát được và đến mức là tối đa, và không có một cái điểm nóng nào về buôn lậu trên địa bàn. Ngay từ đầu năm 2020 thì Đảng ủy, ban chỉ huy đã có nhiều giải pháp để thực hiện công tác chống buôn lậu trong năm 2020. Do tình hình trong năm 2020 là diễn biến tình hình Covid phức tạp, do đó thì các lực lượng trên tuyến biên giới, lực lượng công an đã huy động lực lượng các chốt, các trạm rồi đến tuyến biên giới để phòng chống dịch, lồng ghép với chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới. Từ đó thì tình hình buôn lậu ở trên tuyến biên giới có giảm hẳn so với 2019. Các đường dây buôn lậu, các chủ đầu nậu đã bị triệt xóa, khám phá nhanh các chuyên án, bắt nhiều đối tượng. Từ đó thì buôn lậu đã tan rã, không còn hoạt động manh động như trước nữa. Điển hình như là bắt hơn 1 tỷ gói thuốc lá ngoại, 15 vụ là khởi tố bắt tạm giam. Từ đó cho thấy rằng cái buôn lậu trên tuyến biên giới của công an Đức Huệ là đạt hiệu quả rất cao. Song song đâu đó thì công tác tuyên truyền vận động cho người dân ở trên tuyến biên giới không tiếp tay cho buôn lậu và không buôn lậu. Từ đó thì các cái đường dây bị triệt xóa thì ở trong nội địa thì giá thuốc lại tăng cao. Đây là cái vấn đề để cho các cái đối tượng sẽ chia nhỏ lẻ ra để đi vào cái nội địa để tiêu thụ. Từ đó thì cái số lượng thì nó sẽ có tăng lên về số người, nhưng mà thực chất là cái hàng hóa thì không đáng kể. Bởi vì một người đi chừng 5-10 cây thì số lượng hàng hóa nó giá cao. Do vậy thì người dân đã không có việc làm khi Covid-19 thì dẫn đến cái đi buôn lậu. Thì ngay từ khi đã có sự chuyển biến sang cái thủ đoạn mới thì công an huyện đã có cái giải pháp là đưa lực lượng lên ở tuyến biên giới, tạo cái công an việc làm cho người dân
và vận động nhân dân không tiếp tay chung lậu, nhất là tình hình Covid-19 lây lan bức xúc, gây ảnh hưởng lớn cho cái địa phương, không vì lợi ích cái kinh tế mà ảnh hưởng đến cái xã hội trong cái tình hình Covid. Từ đó thì đến nay thì phải nói tình hình buôn lậu đã giảm và sự ổn định, nhân dân thì an tâm, có người đã hiểu rõ về cái buôn lậu là vi phạm pháp luật và không để lây lan cái tình hình Covid-19. Ngoài ra thì với cái công tác buôn lậu thì công an Đức Huệ đã có cái kế hoạch để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, nhất là người Trung Quốc đi đến vào ở các cái cửa khẩu. Khi chính trường Campuchia có dịch thì người Trung Quốc sẽ đi vào nội địa, thì cái này thì công an Đức Huệ đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới làm rất tốt và kiểm soát ổn định. Trong năm 2020 không có trường hợp nào người Trung Quốc xuất cảnh nhập cảnh vào Đức Huệ để lây lan các cái nguồn bệnh, nhất là Covid-19. Để tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2021, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đề ra một số giải pháp quan trọng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cái đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, thương mại hàng giả những tháng cuối năm và cái thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2021. Trong đó là chỉ đạo các lực lượng là Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và các ban chỉ đạo 389 ở các tuyến, các huyện biên giới tiếp tục triển khai quyết liệt các cái giải pháp, các biện pháp tuần tra kiểm soát ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu biên giới, kết hợp với ngăn chặn dịch Covid-19 trong tình hình mới, không để xảy ra buôn lậu diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2021. Ngoài ra, với chức năng nhiệm vụ được giao của Cục Quản lý Thị trường trong thời gian tới, sau khi cái nghị định 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền các tổ chức cá nhân kinh doanh về biện pháp chế tài xử phạt vi phạm hành chính tàng trữ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, đồng thời vận động ký cam kết không kinh doanh tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Cục Quản lý Thị trường cũng khuyến cáo đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 98 của Chính phủ đối với hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu chỉ một gói đó là 20 điếu thì cũng bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 triệu và phải phạt từ 100 triệu đối với hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển nhập lậu số lượng từ 1.500 bao mà không có truy cứu trách nhiệm hình sự. Là chúng ta phạt tới là coi như là 100 triệu. Sau thời gian tổ chức tuyên truyền ký kết, Cục Quản lý Thị trường sẽ chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kiểm tra cơ sở đã ký kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tái phạm.